Đã thành thói quen cứ vào đúng 6 giờ 30 phút hàng ngày, những chú chim và sóc ở công viên Tao Đàn lại xuống đất để chờ ăn. Tại sao chúng lại có thói quen như vậy? Bởi suốt 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Liễu tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đều đặn mỗi ngày đều mang thức ăn tới để nuôi dưỡng muông thú hoang nơi đây. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Khi mà tôi đi vô Tao Đàn thì tôi mới thấy là những cái chú sóc ở đây à, từ trên cành đi xuống tìm thức ăn thì cái mùa đó không có cái gì. Thì tôi mới nói là không, chỉ có chuối là tương đối là ngon mà phù hợp với túi tiền để tôi có thể lo được lâu. Nếu mọi người mà như cô đừng có săn bắt động vật hoang dã thì động vật của Việt Nam mình thì nó càng ngày càng phong phú. Nhưng mà cô làm cái việc này là cô làm cả ngày á, thì cô phải mua chuối về, mua lúa nè, mua bắp nè, rồi nấu cơm cho mèo nè. Nếu mà được nhiều người như cô Liễu là quá tốt, là cái môi trường xanh sạch của cái Tao Đàn này nó quá quý rồi. Thank you.